Các bạn thân mến, Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam đến từng nhà nè, đến từng con đường của quê hương Việt Nam mình. Các bạn ơi, năm vừa qua, mặc dầu chúng ta đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thách thức và cả sự mất mát nữa, nhưng mà không vì thế mà chúng ta mất đi niềm tin và hy vọng, đúng không các bạn? Hiện nay thì tất cả chúng ta đã được thích ứng với cuộc sống bình thường mới nè, và đặc biệt là được trang bị đầy đủ kiến thức để chống dịch Covid rồi. Các bạn ơi, 5K tất cả mọi nơi nha các bạn. Năm mới xin gửi đến quý vị khán giả của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước những lời chúc tốt đẹp, luôn luôn mạnh khỏe, vượt qua dịch bệnh, gặt hái được những thành công mới nha. Trong chương trình Nông dân làm giàu cùng An Nông do Đài Bình Phước và Tập đoàn An Nông thực hiện đã là một dấu ấn tốt đẹp. Sự thành công này không phải là chỉ do nỗ lực của ekip thực hiện không đâu, mà phải nói đóng góp thật là tuyệt vời và nhiệt tình của các văn nghệ sĩ đoàn tình ca Bắc Sơn đó. Và đặc biệt hôm nay, một món quà Tết mà Bích Thủy xin được gửi tặng đến tất cả quý khán giả đang xem đài, đó là được trực tiếp trao đổi cùng với các văn nghệ sĩ thực hiện những chương trình tiểu phẩm của chúng ta. Trước tiên, Bích Thủy xin được giới thiệu chị Năm Hạ Châu, chị Hai Thanh Hằng và chị Úc Bích Phượng. Xin được có một câu hỏi đối với chị Năm Hạ Châu là giảng viên thanh nhạc, rồi ca sĩ, con thứ năm của nhạc sĩ Bắc Sơn và còn là phó đoàn tình ca Bắc Sơn phụ trách về chuyên môn nữa. Bây giờ em muốn hỏi chị Năm là chị cảm nghĩ như thế nào sau khi mà đoàn mình được hoạt động lại sau một thời gian là vắng bóng trên các sân khấu. Xin chào quý vị khán giả. Trước khi trả lời câu hỏi của trưởng đoàn Bích Thủy, thì kính chúc quý khán giả dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài năm mới nha. Trong suốt thời gian nghỉ dịch bệnh đó, riêng các chị em trong đoàn đều vẫn lạc quan, vẫn tập bài, dở bài mới và vẫn tham dự những buổi của đoàn diễn online của công ty. Do đó, trở lại cuộc sống bình thường mới thì đoàn không có gì phải bỡ ngỡ, vẫn đầy đủ bài vở đầy đủ để phục vụ cho dịp Tết này của các đài. Cảm ơn chị Hà Châu. Có nghĩa là mặc dầu dịch bệnh rất là khó khăn, nhưng ngay cả khi trong dịch bệnh chúng ta cũng đã có những chương trình online và những phần quà yêu thương, đó là những cái buổi lao động chân tay của mình, đúng không? Đóng gạo nè, đóng rau củ nè, gửi đến bà con, đó là những hoạt động của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Và bây giờ trở lại với bình thường mới này, chúng tôi bắt đầu tham gia những chương trình văn nghệ. Dạ, người thứ hai mà Bích Thủy muốn được nghe giọng oanh vàng của chị đó chính là nghệ sĩ Thanh Hằng, chị hai của chúng tôi. Các bạn ơi, các bạn biết không, chị Thanh Hằng là một trong những nghệ sĩ mà được yêu mến qua nhiều vai diễn, qua nhiều bài giọng cổ. Nhưng gần đây thì chị cũng đã dành nhiều thời gian cho đoàn tình ca Bắc Sơn. Và hôm nay Bích Thủy nghĩ rằng chị phát biểu thì cũng rất hay, nhưng mà hay nhất là chị hãy gửi tặng cho quý vị khán giả một đoạn nhạc của nhạc sĩ Bắc Sơn mà chị thích nhất. Mùa xuân của yêu thương đâu nở đây nhớ thương, bương ba anh về vào một đêm cuối năm, nửa giấc chim bao và nửa giấc đừng cho ai biết để dành ta đón xuân. Chị à, bài hát này á không phải là một bài hát mà được nhiều người biết, nhưng vì sao chị lại chọn bài này để hát cho quý vị khán giả nghe? Trước tiên thì Thanh Hằng cũng cảm ơn Bích Thủy. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả thương yêu đang theo dõi chương trình Tình ca Bắc Sơn. Và để trả lời câu hỏi của Bích Thủy thì nói chung là ba nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn đã có rất là nhiều bài hát, nhưng mà có những bài mà gọi là coi như là Thanh Hằng rất là tâm huyết, mà tại cái bài này nó cũng giống như là nói đến mùa xuân, cho nên là nó rất là hợp với lại cái buổi mình đàm đạo hôm nay, thì đó là qua đào năm ngoái đó, cho nên là nó rất là có ý nghĩa. Xin cảm ơn chị hai rất nhiều. Và còn đây là các bạn đã biết nữ ca sĩ Bích Phượng rồi, con gái của nghệ sĩ nhân dân Úc Trà Ôn, là một trong những người thể hiện rất là thành công những làn điệu dân ca, nhất là khi mà chị vào với đoàn tình ca Bắc Sơn, chị là một trong những ca sĩ chính thức và đầu tiên trong những ngày thành lập đoàn. Và bây giờ thì em biết là chị Phượng là lúc nào cũng song hành với em đi trên tất cả các tuyến đường, vì vậy mà em muốn chị là nhân cái dịp Tết này nè,
tại vì mình cũng đi diễn Tết nhiều mà, chị kể lại những nỗi vui, những niềm vui, những nỗi buồn trong những chuyến đi du lưu diễn của đoàn mình ạ. Niềm vui của đoàn tình ca Bắc Sơn chúng tôi mỗi lần được đi biểu diễn cho các hội nghị và hội thảo nông dân thì cái điều đầu tiên là quý vị biết gì không, là được đem lời ca tiếng hát và đem những nhạc phẩm của nhạc sĩ Bắc Sơn gửi đến cho những người nông dân thực thụ. Và chúng tôi rất là được thích hát giao lưu trong những giờ liên hoan. Thí dụ như ngoài cái giờ biểu diễn chính thì sẽ có những cái giờ liên quan giao lưu, thì người nông dân sẽ lên hát cùng nghệ sĩ. Rồi sau đó chúng tôi sẽ được đi trưởng đoàn luôn luôn dành thời gian sau buổi biểu diễn đưa chúng tôi đi tham quan các danh lam thắng cảnh ở tại địa phương mà chúng tôi được đi. Rất là nhiều kỷ niệm vui, cực thì có cực, mệt thì có mệt, nhưng mà không sao, niềm vui đã khỏa lấp tất cả mọi cái cực mệt của tất cả chúng tôi. Và chúng tôi mong rằng là sau cái thời gian dịch bệnh được kiểm soát thật tốt thì chúng tôi sẽ được cùng đồng hành với tất cả bà con nông dân nhiều chương trình khác nữa. Và cũng như là tất cả, không chỉ Bích Phượng mà tất cả những nhân viên của đoàn tình ca Bắc Sơn chúng tôi luôn luôn muốn được phục vụ quý vị sau những cái thời gian giãn cách vừa qua. Mong rằng năm 2022 chúng tôi sẽ có những chuyến lưu diễn ở Bắc Giang nè, Bắc Ninh nè, Hà Nội nè, Ninh Bình nè. Cầu mong rằng đại dịch hãy qua mau hết để cho tất cả toàn thể quê hương Việt Nam mình được bình an, để có một cái cuộc sống trở lại sinh hoạt bình thường, để cho tình ca Bắc Sơn sẽ đem đến cho quý vị tận nơi một phương trời, một góc trời nào đó cũng sẽ có mặt tình ca Bắc Sơn đến đó. Nhân chị Hằng nói về vấn đề này thì Bích Thủy cũng xin có một cái lời gửi gắm đến tất cả các bầu show, các đài truyền hình là hãy tăng cường hơn nữa những cái show diễn mà có những nghệ sĩ của đoàn tình ca Bắc Sơn, và bất cứ lúc nào các nghệ sĩ của chúng tôi cũng có thể đi phục vụ với các bạn. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bây giờ câu hỏi đầu tiên Bích Thủy xin được đặt ra dành cho nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm. Đây là một đứa em mà thân thương của Bích Thủy. Thì nghệ sĩ ưu tú Tâm Tâm là một trong những diễn viên nồng cốt của nhà hát Trần Hữu Trang, đúng không? Vậy thì một cái giọng ca cải lương đang được mọi người yêu thích, tham gia dòng nhạc dân ca, nhất là dòng nhạc của ba Bích Thủy là nghệ sĩ ưu tú Bắc Sơn. Như vậy thì Bích Thủy hỏi là Tâm Tâm là có những cái bí quyết gì đã mang bạn thành công từ lĩnh vực cải lương sang cả thành công về lĩnh vực hát dân ca? Dạ, lời nói đầu tiên em xin gửi đến quý vị khán giả đang xem chương trình lời chào thân thương và trân trọng nhất. Thật sự em cũng không có bí quyết gì đâu chị, bởi vì bản thân em là một nghệ sĩ cải lương thì em có thể hát được dòng nhạc dân ca bởi vì giai điệu dân ca rất là gần gũi với làn điệu cải lương. Còn nói riêng về nhạc phẩm của ông nghệ sĩ Tú Bắc Sơn thì em rất thích nhưng mà cũng rất sợ vì nhạc của ông giai điệu ca tự, dạ đúng rồi, nhạc của ông giai điệu ca tự rất hay nhưng mà cũng rất khó hát, huống chi em là một người không chuyên nữa. Bởi vì em rất thích nhưng mà những bài đã quen thuộc với quý vị khán giả thì giống như Còn Thương Đôi Nắng Một Sâu Hè, bông bí vàng hay là Em Đi Trên Cỏ Non này nọ đó thì em đã nghe nhiều rồi nên em có thể hát được. Còn từ khi mà cộng tác với đoàn văn nghệ thiện nguyện tình ca Bắc Sơn do chị trưởng đoàn đó, chị làm nhiệm vụ trưởng đoàn đó, thì em có may mắn được cô Hạ Châu mà cả đoàn đều gọi một cái tên thân thương là Má Năm đó, được Má Năm chỉ dạy thêm để em có thể hát đúng được những nhạc phẩm mới của ông. Chị có nghe chị Năm đánh giá là em là một trong những ca sĩ mà hát đúng nhạc ba nhất. Và đồng thời là chị Năm có đánh giá là em là người hát bài nhịp giọng đông đưa hay nhất. Cảm ơn em rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng ta trở lại với anh diễn viên ca sĩ Bình Chinh, là cháu nội của cố nhạc sĩ Bắc Sơn. Anh đã thể hiện cái vai anh Tư Bình trong cái chuyện Nhà Nông. Đó là một nhân vật nông dân rất là hiền hậu chất phác, để làm ấn tượng tốt về hình ảnh của một người nông dân Việt Nam mình. Thì được biết là anh từ nhỏ là ở chung với ông nội luôn nha, ở luôn với nhà ông nội đó. Thì những ngày Tết cổ truyền thì anh có thể cho mọi người biết là gia đình nhạc sĩ Bắc Sơn đón cái Tết cổ truyền này như thế nào
trong những năm mà anh còn sống chung với ông nội? Thì kính thưa các bạn sinh đài và cũng như là thưa cô Thật Bích Thủy là nếu mà nói về cái Tết gia truyền, Tết cổ truyền của chúng ta đó, thì mình chỉ nghĩ là mỗi nhà cũng có một cái cách đón Tết khác nhau. Nhưng mà riêng về cái cách đón Tết của gia đình của nhạc sĩ Bắc Sơn, đó là ông nội của Bình Chinh, là được dạy từ nhỏ tới lớn lên là luôn luôn như vậy. Là cứ ngay ngày 30 Tết làm gì làm là cúng ông bà 12 giờ trưa là tất cả con cháu phải tề tụ đầy đủ, không được thiếu một ai nha, là phải về hết và ăn một bữa cơm. Sau đó là hồi ngày xưa là còn khó hơn nữa, bây giờ thì dễ rồi. Bây giờ là sau khi ăn xong là mỗi người có thể đi ra rồi được chia sắm sửa mua thêm hoa rồi chẳng hạn. Nhưng mà ngày xưa thì không được. Ngày xưa là cúng 30 xong rồi ở trong nhà, ở nhà tới tối. Tới tối cúng giao thừa, cúng giao thừa xong mới được đi chùa. Là rồi qua sáng mùng 1 là tất cả mọi người là cùng nhau đi thắp nén hương đầu năm cho ông bà tổ tiên. Là tất cả mọi người đều như thế. Còn những ngày khác thì cũng tất bật thì cũng mua bánh trái rồi giống như mọi gia đình khác thôi. Nhưng mà có hai thứ đó là trưa 30 và sáng mùng 1. Cho đến bây giờ ông nội không còn nữa thì cũng được các bậc lớn hơn như là cô chú rồi này kia vẫn giữ cái truyền thống của gia đình cho đến ngày hôm nay. Năm nay là Bình Chinh cũng được hơn 40 tuổi rồi mà vẫn phải giữ cái đó. Và Bình Chinh nghĩ rằng là cái đó là một cái rất là hay. Cả cả sau này đến đời của Bình Chinh hoặc đời con cháu cũng sẽ cố gắng để giữ cái này từ đời ông nội để lại. Và bây giờ thì để đến với diễn viên ca sĩ Quỳnh Bá Thanh. Anh đã có nhiều vai diễn ấn tượng trên những sân khấu nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt anh xuất hiện trong Chuyện Nhà Nông, Bạn Nhà Nông, An Nông Làm Giàu, Nông Dân Làm Giàu của Nông, vân vân, là những cái chương trình nông nghiệp mà có các tiểu phẩm á, thì anh luôn luôn xuất hiện với một vai trò anh kỹ sư Úc Thanh thân thiện đẹp trai. Và gần đây á thì được biết là anh bắt đầu học thanh nhạc cô Hạ Châu và bắt đầu biểu diễn ở các sân khấu ca nhạc, không những của Tình Ca Bắc Sơn mà những cái sân khấu ca nhạc khác nữa. Vậy thì là anh động cơ nào để anh bước sang lĩnh vực ca nhạc? Thanh cảm thấy mình rất là may mắn khi được làm thành viên của đoàn ca nhạc thiện nguyện Tình Ca Bắc Sơn trực thuộc của tập đoàn An Nông, và cảm thấy mình may mắn hơn là được gặp gỡ hợp tác với cô Chính, má Năm, đặc biệt đó là thầy của Thanh. Thanh bây giờ thật sự không biết nói gì hơn, xin cảm ơn rất là nhiều. Còn cơ duyên đến với nhạc Tình Ca Bắc Sơn á, là Thanh cảm thấy rất là may mắn khi được nghe những giai điệu. Lần đầu tiên mà Thanh nghe cái bài mà Cối Khuya của nhạc sĩ ưu tú Bắc Sơn, Thanh nghe cái bài đó là Thanh thấm thía và cảm thấy yêu dòng nhạc, những ca từ nó mộc mạc, nó gần gũi, nó mang tính gia đình, con thấy nó rất hay những ca từ đó. Từ đó mà con theo mấy năm học thanh nhạc và tính từ đó đã lấn sân và làm ca sĩ. Và kính thưa quý vị khán giả, thay cho lời chúc Tết thì tất cả các thành viên của đoàn Tình Ca Bắc Sơn sẽ gửi đến quý vị một liên khúc chúc Tết. Và mong rằng quý vị chúng ta sẽ đón nhận đoàn Tình Ca Bắc Sơn bằng tất cả cái tấm chân tình, cũng như là tất cả cái tấm chân tình của đoàn Tình Ca Bắc Sơn xin được gửi tặng quý vị khán giả. Sai bông cây sai trái vui quá thật là vui, nông dân nay trung mùa cảm ơn An Nông tập đoàn sâu ấm rầy bận tâm Tết sang giàu vui cả năm. Nông dân vui mừng đón xuân năm này, nhà ta lúa đầy dư gia đình ấm êm trồng
Một buổi trò chuyện đầy vui tươi ý nghĩa với những gương mặt đã gắn liền với chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông trong năm vừa qua. Đây cũng là những thành viên của nhóm kịch tình ca Bắc Sơn. Ekip chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được gửi đến tập đoàn An Nông lời chúc sức khỏe năm mới làm ăn phát tài phát đạt, và xin được chúc các nghệ sĩ sẽ ngày càng nhiều sức khỏe, hát hay hơn, thành công với nghề của mình. Thưa quý vị, như vậy là năm Tân Sửu đã qua đi và năm Nhâm Dần đã tới. Nhưng ngày đầu xuân mới, thay mặt những người thực hiện chương trình, Dư Hiền cũng xin được kính chúc quý vị khán giả và các vị khách mời một năm dồi dào sức khỏe, tươi vui, hạnh phúc. Kính chúc bà con nông dân trong năm con hổ được mùa, được giá, bội thu nông sản. Khác với các chương trình trong năm, chương trình Tết đặc biệt này chúng tôi chọn chủ đề Nông dân Tết ấm cùng An Nông để nhìn lại một năm đồng hành cùng nông dân Bình Phước của tập đoàn An Nông, góp phần mang đến cái Tết ấm hơn cho bà con. Và tham dự chương trình của chúng ta ngày hôm nay vẫn là hai vị khách mời quen thuộc. Xin được giới thiệu tiến sĩ Hồ Văn Chiến, nguyên giám đốc Trung tâm Bảo vệ Thực vật phía Nam. Xin được giới thiệu doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy, tổng giám đốc tập đoàn An Nông. Cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian tham dự chương trình đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Thưa quý vị và bà con nông dân, năm 2021 tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng tăng trưởng kinh tế của tỉnh Bình Phước vẫn đạt 6,32%, là tỉnh có mức tăng trưởng cao nhất so với các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và đứng thứ 20 so với cả nước. Trong đó thì lĩnh vực nông nghiệp vẫn đóng vai trò lớn, cùng tỉnh Bình Phước vượt bão Covid-19. Ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị và bà con nông dân cùng hai vị khách mời hãy nhìn lại những thành tựu nổi bật của ngành công nghiệp Bình Phước trong năm vừa qua. Và thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của công ty cung cấp dịch vụ nông nghiệp. Trong đó có tập đoàn An Nông đã luôn đồng hành và hỗ trợ cùng với bà con nông dân trong khoảng thời gian vừa qua. Mặc dù chịu tác động của dịch COVID-19, song năm 2021, giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh Bình Phước vẫn đạt trên 29.647 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2020. Ở lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh có gần 26.486 ha cây hàng năm, trên 431.668 ha cây lâu năm, trong đó cây điều, cao su, hồ tiêu vẫn chiếm vai trò là thủ phủ của cả nước. Công tác bảo vệ thực vật đã được các cấp, các ngành quan tâm, tăng cường điều tra theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh hại trên các loại cây trồng và hướng dẫn nông dân phương pháp phòng trị, quản lý đúng kỹ thuật. Do đó, nhìn chung tỷ lệ cây trồng nhiễm bệnh trong năm 2021 thấp, đa phần là bệnh nhẹ, ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển của cây. Trong cái năm 2021, rõ ràng là cái dịch Covid cũng đã ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên thì cái ngành nông nghiệp Bình Phước vẫn có những cái bước phát triển rất là tốt. Một phần là do cái điều kiện khí hậu của Bình Phước cũng rất là thuận lợi trong cái việc phát triển nông nghiệp đối với lại những cây công nghiệp dài ngày cũng như là những cái cây ăn trái, cũng đã có những cái tập đoàn liên kết và hỗ trợ nông dân rất là tốt về cái mặt kỹ thuật cũng như là cái mặt đầu ra. Để giúp người nông dân được tiếp cận với những giống cây, con mới, có năng suất, chất lượng cao, trong những năm qua, tỉnh đã thực hiện tốt việc liên kết 4 nhà, nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông, tạo điều kiện cho bà con nông dân yên tâm sản xuất. Trong thời gian tới, Bình Phước sẽ tập trung thu hút những dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, các dự án chế biến nông sản thuộc thế mạnh của địa phương như cao su, điều, tiêu, cây ăn trái, nhằm tạo ra một diện mạo mới cho nông nghiệp, nông thôn Bình Phước. Việc liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong đầu tư và tiêu thụ sản phẩm luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, từ đó giúp gia tăng chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, góp phần bảo đảm tiêu thụ sản phẩm với giá ổn định cho người nông dân. Thời gian tới, cùng với việc thực hiện tái cơ cấu toàn diện phát triển ngành nông nghiệp tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030, Bình Phước tiếp tục tập trung vào sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường. Quý vị vừa theo dõi phóng sự về một số thành tựu của ngành nông nghiệp Bình Phước. Thưa quý vị, mặc dù dịch bệnh bùng phát nhưng mà Bình Phước vẫn luôn kiên trì, nỗ lực thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa duy trì sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng bắt đầu chương trình ngày hôm nay bằng việc giao lưu với hai vị diễn giả thân thương của chương trình. Đầu tiên thì Dư Hiền xin được chào chị Bích Thủy. Có lẽ nói là rất là lâu rồi, kể từ khi mà dịch bùng phát đến bây giờ thì chị em mình mới có dịp gặp nhau đúng không chị? Còn lại là toàn là chúng ta giao lưu qua màn hình không thôi. Mà phải công nhận một điều nha, là từ lúc gặp cho tới bây giờ chị Bích Thủy vẫn y như vậy, mà thậm chí là càng ngày càng đẹp hơn nữa. Thật sự ra thì tất cả chúng ta nói về cái sức khỏe là quan trọng nhất, thì chúng ta đã bình yên vượt qua dịch bệnh và gặp nhau trong ngày hôm nay, đó là điều hạnh phúc nhất, là một cái nét đẹp mà chúng ta lại luôn luôn giữ từ bây giờ và cho sắp trong tương lai. Bây giờ là dịch bệnh cũng chưa hẳn đã hết, và ngày hôm nay chúng ta gặp lại thì Bích Thủy nói phải nói là rất là xúc động, vì mình cũng đã đóng góp được một phần nhỏ trong cái việc phát triển nông nghiệp của tỉnh Bình Phước, và đáp lại cái tấm chân tình đó thì Bình Phước cũng đã giúp đỡ cho công ty An Nông để cho người nông dân ở Bình Phước biết nhiều hơn tập đoàn An Nông. Bằng chứng là rất nhiều điện thoại và tin nhắn của bà con nông dân gửi về cho Bích Thủy xin cảm ơn rất nhiều, cảm ơn Đài Bình Phước và cảm ơn tất cả các bà con nông dân nè, đang xem đài nè, xem qua YouTube nè, và theo dõi trên Facebook của Bích Thủy. Một lời cảm ơn chân tình và lời chúc Tết
bằng tận đáy lòng mình cầu chúc tất cả mọi người sức khỏe, mạnh giỏi, vượt qua dịch bệnh và bình an và phát triển kinh tế thật tốt trong năm sắp tới. Dạ, thay mặt nông dân Bình Phước cảm ơn chị Bích Thủy cũng như là tập đoàn An Nông cũng đã luôn đồng hành và hỗ trợ bà con nông dân để có thể vượt qua những thời điểm khó khăn trong năm vừa qua. Và hy vọng trong khoảng thời gian tới thì tập đoàn An Nông cũng sẽ luôn kề vai sát cánh với bà con nông dân Bình Phước, đặc biệt là Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước, cho ra thật nhiều những cái chương trình, những chủ đề hay để mà có thể giúp bà con nông dân chúng ta có thể khắc phục được những cái hiện trạng trên vườn cây nhà mình, rồi đặc biệt là đem lại năng suất chất lượng cao. Nãy giờ là chị em mình trò chuyện với quý vị khán giả cũng nhiều rồi mà quên bỏ qua mất một nhân vật cũng quan trọng không kém trong chương trình ngày hôm nay, đúng không chị Thủy? Thấy đầu năm anh Hồ Chí anh chia sẻ một chút với quý vị đang theo dõi chương trình đi ạ, nhân dịp đầu xuân mới ạ. Cảm ơn Diệu Hiền. Kính thưa bà con nông dân, quý vị xem đài thân mến, thì qua một năm gắn kết với Đài Bình Phước ở trong cái chương trình để mà trao đổi những kiến thức về kỹ thuật với bà con nông dân, thì hôm nay rất là danh dự là trùng cái ngày Tết mà có mặt ở trên TV Bình Phước, tôi cũng rất là vui và hân hạnh. Và nhân đây thì cũng xin kính chúc toàn thể bà con nông dân hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và xin cảm ơn. Dạ, chị Bích Thủy ơi, hơn một năm qua thì Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước phối hợp với Tập đoàn An Nông cũng cho ra mắt rất là nhiều những cái chương trình. Và đặc biệt là chương trình Nhà Nông Làm Giàu cùng An Nông thì cũng giống như chị em mình cũng đã chia sẻ là cũng đã góp một phần nào đó vào việc cải thiện cái đời sống kinh tế cho bà con nông dân. Vậy thì chị đánh giá như thế nào về cái sự phối hợp giữa Tập đoàn An Nông cùng với ekip của chương trình Nhà Nông Làm Giàu cùng An Nông, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước ạ? Phải nói là cái câu hỏi này đặt ra cho Bích Thủy, nhưng Bích Thủy xin nhường lại cho anh cả của mình đánh giá trước về mặt mà tác động của cái chương trình của mình đến với bà con nông dân. Sau đó thì là Bích Thủy xin được nói một tí về cái suy nghĩ của mình về chương trình. Anh à, Diệu Hiền hỏi Bích Thủy mà nhưng không rồi bắt anh nói nha, là anh không biết đường đâu trả lời. Anh là mệnh danh là xuất khẩu thành thi mà chẳng đặng. Nói thì qua một năm vừa qua thì tôi riêng cái bản thân của tôi thấy như thế này, cái chương trình mà phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Phước cũng như Báo Bình Phước á, thì chúng ta thấy là cái phối hợp này là một mặt của truyền thông. Tại vì trong khoa học á, thì nó có gọi là cái multimedia đó, tức là những kết quả khoa học mà muốn chuyển giao tới người nông dân á, thì phải bằng nhiều cách để mình truyền thông tới người nông dân á, thì đây là một trong những cái phương thức mà chúng ta truyền thông tới người nông dân. Mà một là cái gì? Cái trực tiếp dưới đài thì nông dân rất là thích hơn là trên báo. Vừa lấy thí dụ, hoặc là chúng ta cũng truyền thông mà bằng cái quyển sách á, thì dường như nó không có linh hoạt bằng. Thì tôi thấy là một năm gắn kết như thế thì qua cái bản thân tôi thấy là, tức là học hỏi nhiều cái kiến thức của nông dân làm được và những cái làm chưa được của nông dân để mình có cái cách mình giúp nông dân nó phát triển nhiều hơn. Và tôi thấy là cái chương trình rất hữu ích và gọi là nó hiện thực ở trong cái cuộc sống và có hỗ trợ được bà con nông dân. Và với cái bản thân tôi, mặc dù về hưu nhưng mà tôi cũng cố gắng là tìm hiểu thêm những cái kiến thức mới, và tôi cũng thấy rằng là trong cái thời gian Covid á, thì tôi cũng có hỗ trợ cho Tập đoàn An Nông là viết cũng được trên 10 cái quyển cây trồng về cái quản lý dịch hại. Thì tôi thấy là đây là những cái kiến thức rất bổ ích, và tôi hy vọng rằng sang năm thì Bích Thủy làm đại diện cho công ty làm sao in được những cái quyển sách này. Và bà con nông dân thì tôi nghĩ là thí dụ như có một cái chương trình giao lưu, thí dụ như trên cây sầu riêng hoặc cây rau màu mà có câu hỏi hay thì Bích Thủy gửi quyển sách tặng, thí dụ như tặng quyển sách là quản lý dịch hại tổng hợp trên cây sầu riêng, thì nông dân tôi thấy là cái đó là một cái hình thức trao đổi vô giá trị hơn là thí dụ như thưởng cho nông dân 100.000, thì cái đó là rất là hay. Và kính mong bà con trong năm là chúng ta tiếp tục liên kết với nhau nữa. Riêng Bích Thủy thì thấy rằng là cái chương trình này đó giúp cho Bích Thủy nâng cao kiến thức nhiều hơn. Bởi vì sao? Trước đây là Tập đoàn An Nông tập trung vào cây lúa. Nói chung nói cây lúa đó thì là cỡ nào cũng không bắt bí được Bích Thủy đâu. Nhưng mà riêng những cái cây ở trên vùng Bình Phước, thí dụ như sầu riêng, cà phê, hồ tiêu, thì phải nói là qua chương trình này điều đầu tiên mà hữu ích nhất cho cá nhân Bích Thủy đó là Bích Thủy đã được thầy Hồ Chiến hướng dẫn về các loại bệnh trên cây trồng này. Ngoài cái việc mà thầy nhờ cho Bích Thủy biết được cái kiến thức chuyển tải đến bà con thì bản thân Bích Thủy học được rất nhiều qua chương trình này. Một cái mà Bích Thủy tâm đắc nữa đó là không phải là một chương trình khoa học khô khan. Mặc dù chuyển tải rất đầy đủ những cái kỹ thuật cho bà con chúng ta bảo vệ cây trồng và tăng năng suất, nhưng mà một cái chương trình rất là
phải nói rất là mềm. Bởi vì lòng trong đó những cái tiết mục tiểu phẩm đối với đài truyền hình Bình Phước là một cái tiểu phẩm mà Bích Thủy tâm đắc nhất. Bởi vì khi mà Bích Thủy viết cái tiểu phẩm ra đó, không thể nào gói gọn trong vòng 5 phút được, mà có thể là cái suy nghĩ của mình nó lai láng, hoặc là mình phải bảy cái đoàn bảy của cái cốt lõi cái câu chuyện lên, nó sẽ dài hơn 5 phút. Tiểu phẩm của đài Bình Phước thì là vẫn để cho Bích Thủy thể hiện được, bởi vì là chỉ trong vòng 5 phút không thể nói được gì hết, nhưng có thể là 7-8 phút vẫn có thể để cho Bích Thủy bật lên được bằng những cái phương pháp hát hò hay là một câu chuyện nhỏ nào đó. Đó là cái thứ hai mà Bích Thủy tâm đắc. Và cái thứ ba phải nói rằng đứng về phương diện của tập đoàn Nông, phải nói cảm ơn đài Bình Phước rất nhiều, vì từ ngày bắt đầu chương trình này Bích Thủy có nhiều hơn khách hàng từ Bình Phước, rồi Bình Dương nha, rồi kể cả Đắk Nông nữa. Đó là một cái thành quả mà Bích Thủy nghĩ rằng ekip chúng ta đã đạt được. Và xin cảm ơn rất nhiều ạ. Dạ, và với cái sự phối hợp bằng một cái hình thức mới lạ, chương trình về khoa giáo nhưng mà lại có cái sự kết hợp giữa văn nghệ giải trí như thế này thì càng lúc càng thu hút được những cái lượt người xem, và đặc biệt là nông dân khi mà đến với chương trình á thì họ không có cảm giác nó bị khô khan nữa, mà vẫn có thể là vừa giải trí Nam Minh Vương còn vừa có thêm những kiến thức nó rất là dễ dung nạp. Một lần nữa em xin được thay mặt cho những người nông dân tại Bình Phước, những người theo dõi chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng An Nông, cảm ơn tập đoàn An Nông, đặc biệt là nhóm kịch Tình Ca Bắc Sơn mang đến cho chương trình rất là nhiều những cái tiểu phẩm hay và ý nghĩa hấp dẫn nữa. Chị Bích Thủy ơi, và em còn được biết á là tập đoàn An Nông của mình thì cũng có khá là nhiều, rất là nhiều những cái hoạt động hướng về những người dân chúng ta gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhất là trong đợt dịch lần thứ tư này nè. Vậy thì chị có thể chia sẻ với tất cả quý vị đang theo dõi chương trình một số những cái hoạt động mà tập đoàn An Nông mình cũng đã hỗ trợ, đặc biệt là tại Bình Phước hay không ạ? Phải nói là trong cái đợt dịch mà cao điểm là tháng 7, tháng 8 và tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp rất nhiều khó khăn. Và mỗi ngày mà mình đọc báo á, mình thấy cái số người bị mất đi do dịch bệnh á, rất là nhiều và rất là đau buồn. Đau buồn đó là cái cảm giác cá nhân thôi. Còn riêng về đứng về một phương diện của một tổng giám đốc của tập đoàn thì ba ngành nghề của tập đoàn đều bị đình trệ trong cái việc kinh doanh. Và thậm chí là cái trường học, ba cái trường học với Thủy là ốp từ tháng 5 cho tới bây giờ cũng chưa hoạt động lại. Còn bên địa ốc, đất nền là không bán luôn nha. Giờ đó ai đâu mà đi mua đất. Rồi một cái này mới là một cái tai nạn nghề nghiệp mà Bích Thủy thấy lần đầu tiên mới gặp phải, đó là những người ở trọ trong các chung cư của tập đoàn Nông á, tội nghiệp lắm. Sốt cũng kêu Bích Thủy, nhức đầu cũng kêu Bích Thủy, đau bụng cũng kêu, tại vì sợ quá mà. Mà phải nói là trong thời gian đó Bích Thủy gần như là, nhất là khoảng tháng 7 đó, không có bữa nào ngủ giấc ngon hết trơn. Và có những cái ngày mà sáng người ta gọi mình và buổi chiều thì người ta mất. Đó là những cái mà làm cho mình để lại trong lòng mình rất là nhiều cái đau buồn. Và chính vì những cái điều đó mà Bích Thủy mới nghĩ ra là mình cần phải làm gì cho những người như vậy. Người ta xa gia đình, người ta nghèo, người ta không thể có được cái bữa ăn khi mà người ta không đi làm. Cho dù có nhà nước có viện trợ, trợ cấp nhưng mà cũng không thể đủ. Là Bích Thủy lúc đó là vận động hết toàn bộ những nhân viên mà còn có thể đi lại được. Lúc đó là cũng chưa có chỉ thị 16, mới chỉ thị 15 thôi. Thì là đi mua rau nè, đi mua khoai đồ các thứ. Và Bích Thủy cũng nhớ là cũng đã kết hợp với Đài Bình Phước phát gạo. Và thậm chí ngay bây giờ thì dịch Tết này Bích Thủy cũng gửi một ít gạo. Đó là những cái món quà tình thương dành cho các bạn Bình Phước mà còn gặp khó khăn. Nó không phải là nhiều nhưng mà Bích Thủy nghĩ là một cái Tết là ít nhất cũng phải có một món quà cho bà con. Thì món quà thiết thực nhất là gạo nha bà con. Và sau này nếu như mà phục hồi lại kinh tế tốt hơn thì Bích Thủy hứa rằng sẽ đến với Bình Phước nhiều hơn nữa, những chiếc xe đầy ắp những món quà và những món ăn tinh thần. Đó là đoàn Tình Ca Bắc Sơn sẽ phục vụ bà con. Xin cảm ơn con rất nhiều. Và sẵn đây thì Bích Thủy xin khoe một việc như thế này. Trong suốt thời gian đó Bích Thủy nói là không kinh doanh được gì hết, mình nghĩ như là giống như là bế tắc rồi đó. Nhưng mà thôi, mình còn có một ít tài sản thì mình cứ xài đi, xài cho mình, xài cho gia đình, xài cho công nhân và những người mà mình chưa hề quen biết mà đang gặp khó khăn. Thì đúng là ông trời không phụ lòng người hiền á, là Bích Thủy có một món quà vô giá. Bỗng dưng một ngày đó là Ủy ban dân tỉnh gọi cho Bích Thủy là
tập đoàn nông có được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng với là 10 triệu 450 ngàn đồng. Một món quà vô giá mà không phải do Bích Thủy làm ra mà do chính tất cả những người cùng với Bích Thủy, đó là cán bộ công nhân viên và những cái hoạt động sôi nổi trong thời gian vừa qua đã được nhà nước ghi nhận đó. Thông qua các chương trình này chẳng hạn thì thấy rằng là công ty nông đã có những hoạt động tốt cho xã hội. Đó là cái Bích Thủy vui nhất, tất cả các cán bộ công nhân viên cũng đã chia sẻ niềm vui này bằng cách là chụp hình với lại bằng khen rất là nhiều ạ. Tiến sĩ Hồ Chiến có cảm nhận như thế nào về những hoạt động mà tập đoàn An Nông đã làm trong khoảng thời gian vừa qua ạ? Về từ thiện xã hội của tập đoàn An Nông, thí dụ như cái ngày rằm rồi 30 phát gạo phát quà cho những người nghèo hoặc là cơ nhở đó, rồi các cái trung tâm thí dụ như cái người cô đơn rồi cái người già này kia, rồi trong cái dịch Covid thì tôi thấy là bên tập đoàn An Nông đã có nhiều cái hoạt động rất là thiết thực. Tôi nghĩ rằng là đó là cái hoạt động xã hội về từ thiện rất là tiêu biểu và rất là tốt, và tôi hy vọng rằng cái tập đoàn An Nông đẩy mạnh trong những cái năm về sau. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, quay trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chị Bích Thủy có thể chia sẻ, đánh giá một chút xíu về vai trò của truyền thông đối với doanh nghiệp được không ạ? Phải nói là vai trò của truyền thông đối với một doanh nghiệp kinh doanh như Bích Thủy rất là quan trọng. Bích Thủy nhớ rằng là cách đây khoảng chừng 10-15 năm về trước á, thì An Nông hoạt động trong một sự độc lập và không có truyền thông. Thì một lần mà mình đến một cái đại lý mới hoặc là mình gặp một khách hàng mới, mình phải nói về mình rất nhiều. Nhưng mà bây giờ đã qua rồi cái giai đoạn đó. Bây giờ là khi mà mình đến với một khách hàng mới, người ta ồ An Nông đó hả? Cái chữ ồ đó nó mang rất nhiều ý nghĩa, bởi vì người ta đã từng biết mình qua truyền thông. Thì Bích Thủy đánh giá rằng là một cái công ty mà muốn mọi người biết đến, đương nhiên là phải làm một cái truyền thông lành mạnh. Thí dụ như là một cái truyền thông về cái vấn đề mình từ thiện, một cái truyền thông về một vấn đề mình hướng dẫn bà con nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà đạt được hiệu quả cao. Đó là những cái nội dung truyền thông tốt để mà có thể đưa công ty mình đến gần với bà con nông dân hơn. Và cũng như là trong năm nay thì Bích Thủy nghĩ rằng là những cái chương trình như thế này nè, thì chúng ta còn phải hoạt động thêm nhiều cái hoạt động xã hội, rồi mình sẽ sử dụng hình ảnh đó để làm phóng sự và cũng như là phát triển thêm cái truyền thanh, bởi vì nó đã xác định được nhờ cái truyền thông này mà công ty chúng tôi đã được nhiều người biết đến ạ. Đối với doanh nghiệp thì chúng ta phải có truyền thông, thì truyền thông thì cũng hỗ trợ một phần nào đó để mà có thể giúp nâng cao hơn tên tuổi, vị thế của doanh nghiệp trên cái thương trường của mình. Và quay trở lại với tiến sĩ Hồ Chiến thì Duy Hiền thấy rằng là có sự kết hợp giữa truyền thông và kiến thức khoa học. Nếu như mà không có truyền thông thì kiến thức khoa học sẽ như thế nào, có thể đến được với bà con nông dân hay không, thưa tiến sĩ? Yeah, thì trong cái thời gian dài đó bà con, thì chúng tôi cũng có đánh giá, gọi là tự đánh giá đó. Thì những cái kiến thức khoa học, tức là những cái kết quả khoa học, là những cái nhà khoa học nghiên cứu là từ cái thực tiễn sản xuất, rồi từ cái lý thuyết mình phối hợp một cách hài hòa, và khi mình có ra cái sản phẩm, kết quả của cái nghiên cứu, tức là cái đó là cái sản phẩm mà ai là người thụ hưởng, là người nông dân. Mình nghiên cứu về nông nghiệp là cái sản phẩm của mình đó, là để cho người nông dân. Và nếu mà cái kết quả của mình mà mình để trong cái tủ, trong cái học tủ, còn học bàn không á, thì nó chỉ có giá trị có 50% thôi. Nó còn cái truyền thông là chúng tôi thấy là như thế này, cái kết quả đó rất nhiều. Chúng tôi thường thường gọi là một cái núi khoa học rất lớn nhưng mà chưa tới được người nông dân, là lý do như thế này. Một là về cái tổng hợp, ai là người ngồi tổng hợp lại những cái kết quả khoa học đó và phải gãi đúng cái chỗ ngứa, tức là cái nào cần thiết phải chọn lọc, chứ không phải cái nào cũng tổng hợp rồi gửi xuống dân hết. Cái đó, cái thứ nhất là tổng hợp, chọn lọc, tổng hợp lại và gửi xuống nông dân những cái nào cần. Một cái thứ hai nữa là cái ngôn ngữ. Tôi lấy thí dụ như cái kiến thức các nước ngoài họ viết bằng tiếng Anh, tiếng Pháp gì đó, thấy không? Kết quả rất tốt nhưng mà cái ngôn ngữ người nông dân không hiểu. Rồi bây giờ ngay cả các ông khoa học cũng vậy. Các ông khoa học thì cứ nói theo cái kiểu khoa học, mà cái từ nông dân họ nói khác. Thành ra bây giờ mình tổng hợp ra được một cái kết quả rồi, nhưng mà phải dùng cái thuật ngữ của nông dân. Nó thành ra bên cái xã hội học bên Anh á, thì họ dạy truyền thông cái này, nó có hai cái mảng, nó gọi là cái ethics và cái emic.
cái etic là ngôn ngữ khoa học thì nó cấm, cái imic là ngôn ngữ của nông dân. Thí dụ như người ta nói là cỡ này là tối đa, mình nói là maximum. Mình dùng cái từ maximum, nông dân không biết tôi nói thí dụ như thế đó. Người ta nói là tối đa, thành ra mình phải làm sao mình tổng hợp cái đó đưa xuống. Rồi cái nữa là gì? Phải đơn giản quá vấn đề để cho nông dân tệ dễ tiếp thu, và khi tiếp thu là nông dân phải hiểu. Thành ra bà con biết, như tôi nói ta là cái kiến thức của khoa học nó cao trên này, còn cái kiến thức của nông dân nó nằm dưới này, tức là cái khoảng này nó gọi là cái gap, tức là cái khoảng cách đó, cái còn cái khúc nữa. Như vậy là chúng ta phải tìm sao rút ngắn cái này đưa tới người nông dân. Thì qua cái chương trình này tôi thấy là rất cảm ơn ban giám đốc Đài Bình Phước, rồi ban biên tập ekip thực hiện chương trình quay từ cái đồng ruộng cho tới trường quay, rất khó khăn và rất vất vả để thực hiện những cái chương trình trong một năm qua có nhiều cái hiệu quả đến tới người nông dân. Dạ, xin cảm ơn chị Huyền. Dạ, ở đó là những cảm nhận, là đánh giá của một doanh nghiệp giống như là chị Bích Thủy, rồi cũng nhà khoa học giống như là tiến sĩ Hồ Chiến. Vậy thì không biết đối với khán giả, đặc biệt là bà con nông dân, sẽ có cảm nhận như thế nào về vai trò của truyền thông? Ngay bây giờ xin được mời doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy cũng như là tiến sĩ Hồ Chiến, chúng ta sẽ cùng theo dõi một số ý kiến của bà con nông dân khi mà xem chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng Ăn Nông được phát trên đài phát thanh truyền hình và báo Bình Phước. Tôi là cũng người trồng ruộng, thì cũng nhờ nhà tài trạng nông cũng là tư vấn cho nông dân làm đạt hơn, cũng có giá thống hơn. Chúc cho công ty ăn nông làm phát đạt hơn, gắn bó nhiều hơn cho nông dân. Ngày xưa chưa có về kỹ thuật khoa học, thì bà già con nông dân là rất là yếu kém về vấn đề là cây trồng, là hoa trái nhất là mùa thu hoạch. Còn cái sâu bệnh nó rất nhiều, nhưng mà nhờ có chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng Ăn Nông, chương trình như vậy cho bà con chúng tôi rất là nhiệt tình, cảm ơn. Mấy chương trình này giúp ích rất nhiều cho bà con nông dân chúng tôi, giúp chúng tôi nắm bắt được khoa học kỹ thuật. Xem chương trình có tiểu phẩm, lại được nghe hát nữa, nên rất là dễ hiểu. Tháng nào tôi cũng căn để xem chương trình ăn nông đấy. Trước đây bà con đồng bào dân tộc chúng tôi khi mua thuốc bảo vệ thực vật thường sử dụng theo liều bán của cửa hàng. Giờ qua chương trình này, chúng tôi được các nhà khoa học, nhà sản xuất hướng dẫn cụ thể liều lượng, cách thức sử dụng nên hiểu biết nhiều hơn. Thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình cũng sắp hết rồi. Và trước khi chia tay với quý vị khán giả thì không biết là tiến sĩ Hồ Chiến cũng như là doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy có muốn chia sẻ điều gì với quý vị không ạ? Riêng đối với bản thân tôi thì tôi cứ suy nghĩ như thế này nè, tức là bà con nông dân, rồi ông khoa học, rồi cái người công nhân. Tôi nghĩ là gần hết là chúng ta xuất thân từ nông dân. Chúng ta ăn cái sản phẩm hàng ngày là từ nông dân, thành ra thấy nông dân rất là cực khổ, một nắng hai sương. Và nông dân chúng ta, nói nông dân Việt Nam rất là nhanh nhạy và cũng rất là thông minh. Nó thành ra mình thấy là trong cái thời gian vừa qua chúng ta đã có nhiều cái ứng dụng nhiều khoa học kỹ thuật rất thành công. Thí dụ như là máy tưới nè, rồi máy xạ hàng, rồi máy gặt đập liên hợp vân vân. Có nhiều cái mình ứng dụng được rồi. Tuy nhiên vẫn còn khó khăn cho người nông dân, mình chưa có ứng dụng hết được. Tôi hy vọng rằng qua những các cái chương trình như thế này, thì những cái tiếp cận mới của người nông dân đó, chúng ta sẽ ứng dụng nhiều các khoa học kỹ thuật hơn để chúng ta rút ngắn cái thời gian, chúng ta không mất quá nhiều thời gian đó. Cái nữa là gì? Đầu tư vô làm sao cho nó ít tiền nhất, chúng ta lợi nhuận nhiều nhất. Và mong rằng một năm đã qua và năm mới nó sắp tới đây, thì tôi nghĩ rằng là bà con nông dân chúng ta cũng rất là vui mừng để ăn Tết vui sưng. Và chúc bà con nông dân một năm mới an khang và thịnh vượng. Và xin cảm ơn bà con nông dân. Dạ, xin được cảm ơn những lời chúc của tiến sĩ Hồ Chiến. Và dì Huyền cũng hy vọng rằng ba anh em mình, tiến sĩ Hồ Chiến, doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy cũng như là dì Huyền và ekip thực hiện chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng Ăn Nông, chúng ta làm sao để có thể là ngày càng đổi mới nhiều hơn về nội dung, về hình thức, làm sao để có thể mang đến những cái thông điệp, rồi mang đến những kiến thức hết sức là bổ ích để bà con nông dân chúng ta ghi nhớ, chúng ta có thể tiếp thu được và đặc biệt là nhớ mãi cái chương trình Nhà Nông Làm Giàu Cùng Ăn Nông luôn. Trong cái ngày đầu xuân mới như thế này, tiếc lắm nếu mà em không có được nghe chị Bích Thủy hát chúc xuân mọi người. Bình thường chúc là chuyện bình thường rồi đúng không ạ? Bây giờ phải nghe chị hát mới được.
Trong chương trình mình thì ở đầu mình cái tiểu phẩm là mình cũng đã cố gắng gắn cái bài chúc xuân vô rồi. Tuy nhiên Bích Thủy cũng ráng soạn cho mình một cái đoạn lý nho nhỏ để mà chúc Tết bà con qua cái đoạn lý ra đây. Giờ Bích Thủy xin hát nha. Hát chai vậy thì nó sẽ dở hơn hát cho chương trình. Nhưng mà cho em vỗ tay theo nha, em vỗ em vỗ nhỏ thôi, tại em vỗ vỗ to thì không nghe rõ giọng hát hay của chị. Rồi bắt đầu ha. An nông vui đón xuân sang cùng người nông dân, hoa xuân trên cành đùa nở vàng mơ lụa đầy. Và nơi đây an nông tấm đoàn cùng tình ca băng sơn, với lòng thương kính xin chúc nhà nhà hạnh phúc. Xin cảm ơn xin chúc bà con nông dân chúng ta một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, và ca khúc Chúc Xuân vừa rồi đến từ doanh nhân nghệ sĩ Bích Thủy cũng sẽ thay lời chào tạm biệt mà ekip thực hiện chương trình Nhà Nông Làm Giàu cùng An Nông gửi đến tất cả quý vị, và cũng xin được chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, đặc biệt là chúc bà con nông dân của chúng ta một năm mới được mùa, được giá, thắng lợi quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.